Dạ các cháu nhá, dạ hệ thống điện không làm xong đâu, thử động cơ phản lực nhá. Các cháu quay nhá. Ông chào các cháu nhá. Ông đang thi công đây. Đấy, vừa sắp xong rồi, bây giờ ông cho ra xuồng bơi xuống sông nhá. Rồi, ông mệt lắm rồi. Ông quá mệt rồi. Nghỉ đâu ông khác. Đây chỗ khác, còn mệt không? Giờ ông không xuống được. Mất nhà mất cửa rồi Tuấn ơi. Tuấn là lạc nha. Làm thì chỉ cho thế đâu, thế ăn được uống thì xong rồi. Mỗi ngày bối ra được tí. Tóc đẹp, bảy trời, áo đẹp, mày dám bắt cái tân đấy? Tân đâu? Đừng có đùa với cậu. Hôm nay trông cậu bốn chưa? Áo đỏ mới chính gọi yêu tân chứ. Được nhá. Mà hôm áo đen xì trông khi bà già, tóc thì dài. Chúng không biết mình là hoành tráng như thế nào. Đâu này bây giờ anh này về lấy xe của Tân mượn xe Tân Anh mà đi đấy, Tân Tân không chết lăn chết lộn. Tân Tân chỉ vì Tân mà anh phải vất vả như này đấy. 2000 years later. Xin chào các cháu. Hôm nay là ngày thứ tư, ông thi công cái vụ mô tô dưới nước, gọi là thủy phi cơ cũng được. Bây giờ phần điện thì ông làm xong rồi, bây giờ ông làm đến phần phao để cho nó lội máy bay phi cơ của ông lướt trên mặt sóng, lướt trên mặt nước nhá, để các cháu xem nhá, ông là người hiện đại như nào nhá. Chào các cháu, bây giờ ông vào làm đây. Cái máy quay nó sáng sủa thì mình đưa cái máy quay thì tối ông ổn mới làm tối. Bố mày đẹp trai như thế này mà cái máy nó tối, anh nhìn thấy cái mặt tao là mặt ai? Tao là người đại diện cho công chúng. We'll be right back.
bước càng cao.
Ông chào các cháu nhá. Ông đang thi công đây. Đấy, vừa sắp xong rồi, bây giờ ông cho ra xuồng bơi xuống sông nhá. Rồi. Đâu ơi các anh em ơi. Đấy, ba một thằng ở đâu? Một thằng ở đâu? Một thằng ở bên này. Một thằng ở hai thằng ở đít đi. Hai thằng ở đó bên đâu? Nghe cái này nhá. À. Nặng đấy, đồng chí có bình nước quy. Nặng đấy, đồng chí có bình nước quy. Nặng đấy. Rơi dần nó ra. Đây này nắp được rồi, đây này nắp được rồi. Rồi được không? Rồi, xong rồi. Cảnh này đẹp này không? Lên được không? Có cần này phao cứu hộ không? Nó chuẩn bị bơi. Ngồi dính trên đầu, ngồi dính trên đầu. Giờ thì hát ngồi lên ghế ngồi. Ông chào các cháu, ông đi đây. Chưa, ông chào các cháu, ông đi đây. Ủa, đi nhanh không? Rẽ nước. Cháy nắng vai cong nhấp nhô buông đôi chân ông đạp qua bao phố phường giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn bữa cơm no chiếc áo mới đến trường đứa con nào đâu thèm nghĩ suy ngày qua chỉ trách cha cơ hàn nó luôn mong ước như chúng bạn và cha của nó không là ông. Thời gian cứ thế vô tình lướt qua, đứa con này lại làm cha như bao người. Chợt trong ký ức bóng người cha già gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn. Dáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm dày xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Dáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Ước mong một ngày trời nắng hồng, tuổi thơ về với bóng hình cha. Tuổi thơ con vẫn thường trách cha vì không cho con được những thứ giống người ta. Từ miếng ăn, tu quần áo, mọi thứ đều thua xa. Bên ngoài chiếc xích lô cha chẳng có gì cả. Tới một ngày không còn cha, con mới nhận ra mọi năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy nhưng cha vẫn lặng thinh đơn giản cho buông gánh mọi thứ một mình con đã sai và không thể làm lại vì dáng cha tôi bước xa mãi mãi dù nước mắt có lăn dài con biết vẫn chẳng thể quay về những ngày tháng khi cha còn tồn tại thèm khát gọi tiếng cha như những ngày xưa nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa cứ thế hàng đêm con lại nhớ về cha một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa dáng cha giờ đây đã khuất xa còn chẳng là ký
Ngày con bé xíu, cha thương cõng con, nhưng lo toan đè trên đôi vai gầy. Rồi con vững bước, cha luôn dõi theo, gánh ưu tư đè lên đôi chân trần. Mãi mê hóc đòi cùng bao người, mà con nào biết cha hao gầy. Lánh xa người cha già cơ hàn, vì lo sợ chúng bạn cười chê. Ngày mưa gió rét, cha về túi không, nỗi âu lo hằn sâu ánh mắt buồn. Nhà con bát cháo, cha nhìn rồi bảo con hãy ăn đi, cha đã no rồi. Giáng cha giờ này đã buồn xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm rồi xéo con, chỉ mong được tha thứ một lần. Giáng cha giờ đây đã quá xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm rồi xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm dày xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Giáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Ước mong một ngày trời nắng hồng, người thơ về với bóng hình cha. Chào tạm biệt các cháu nhé, rồi mai gặp lại. Tạm biệt các cháu nhé, ông chạy xe không mệt lắm đâu, hẹn lúc khác nhá. Xin chào ông Thạch Vlog, xin chào các cháu, chào mọi người, chào bạn bè anh em nha. Hôm nay thì là đặc biệt là các cháu rất là mến mộ ông, cực kỳ mến mộ ông, ông rất là vui, vui lắm, cực vui luôn đấy. Tất cả những số thẻ này là ông thấy rồi, rất là hào hứng, vui lắm. Ông mua cái số thẻ này để tặng cho các cháu chơi cùng với ông cho nó vui. Số thẻ này thì ông đọc gần như hết, còn số cuối ông giấu đi, ai chơi trúng thì người có thưởng. Các cháu thấy vui không? Mọi người thấy vui không? Vui. Nè, ông Thạch Vlog này, hôm nay tặng thẻ này. Đấy ra các bạn nhìn rõ chưa? Ở trong này có thẻ mệnh giá là 20.000 đồng và 50.000 đồng. Đấy. Bây giờ ông Thạch cạo để tặng, nhưng mà chỉ có một số cuối ông Thạch giấu đi để cho mọi người tìm hiểu nha. Mày đọc tiếp đi, có người đọc hộ nhé, không một mình ông làm không kịp. Nào, đây là thẻ Viettel, mình sẽ che đi số cuối. Nào, bắt đầu chơi game nào. 912438004972 và một số cuối cùng. Mọi người nạp nhá. Nhớ ủng hộ trong Thạch Vlog nhá. Một thẻ tiếp theo thứ hai là không một không bảy bảy chín tám chín một sáu sáu hai chín hai và một số cuối cùng. Mọi người chơi game nhá. Thẻ tiếp theo là thẻ Vinaphone
cho mạnh giá luôn cho nó hứng. Nào, mình sẽ che đi một số cuối. 9596454349463 và một số cuối cùng. Số cuối cùng là số nhất nhà. Rồi thẻ tiếp theo này, cũng là Vinaphone này. 452593 699744446 và một số nữa. À, cả Mobi đi. Mobi đây. Ừ, cứ may à chúng người đó. Rồi, thẻ Mobi này. 6227 6228 799 và một số nữa. Ông đang cạo rất là miệt mài. Tiếp theo thẻ Mobi 2874 3902 005. Thẻ Mobi nha các bạn. Tiếp theo thẻ Mobi tiếp này. 7985 2196 691 và một số nữa. Đây là thẻ Viettel. (416) 54 94 268 8278 và một số nữa. Các bạn nạp nhé. Tiếp theo thẻ Viettel. 11836 7352 11477 và một số nữa. Các bạn nạp nha. Thẻ Vinaphone 3646 1979 79 887. Thôi chắc là tạm thời thế thôi nhỉ, để lần sau thì để video clip sau tặng tiếp. Một thẻ cuối cùng nhé các bạn. Thẻ Viettel 11578 884 916095. Các bạn nhớ con số cuối cùng nhá. Rồi đây, đây là những thẻ nạp rồi, mình sẽ vứt đi. Đấy, đây là những thẻ đã tặng rồi, mình sẽ vứt đi. Chào các cháu. Cháu nào, bạn nào, anh em nào có nhóm máu với tôi, có thể là muốn nói tôi làm điều gì, hãy thách thức. Không, lại lại cứ thách thức tôi kệ không nào. Cứ lên tiếng, tôi làm phục vụ các bạn và các cháu. Lại rồi. Kệ, nào, chào các bạn. Chào các cháu. Nào, bắt đầu nào. Chào con cháu. Cháu nào là fan hâm mộ không? Cháu là fan hâm mộ không nha. Cứ yêu cầu ông sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn. Không. Lại hay thách thức, ông có thể làm mọi thứ. Hay ra thách thức để ông sẽ... Sai. Không nghe mày. Trẻ con nó thích thế. Mày. Trẻ con nó thích thế. Nó yêu cầu các không làm được làm sao? Thì cứ thế, mình chọn cái nào mình làm được cũng làm, chứ có một đứa yêu cầu đâu, hàng trăm đứa yêu cầu. Nào bắt đầu lại. Chào các cháu. Chào các cháu. Ai là fan hâm mộ của Thạch Văn Lâm? Yeah. Nếu các bạn muốn nhu cầu gì, muốn làm gì, mà thích sở thích gì, ông phục vụ đảm bảo các cháu mê ly luôn. Không, cái phục vụ nó không hiểu. Ủa, hãy thách thức ông làm cái gì đấy, ông có thể tạo chế tạo được tất cả mọi thứ như thế. Sao với thế giới không được đâu. Nhanh lên, giải gì cứ nói như thế, cái nó nói cái có ai hiểu đâu, toàn một trẻ con. Nào, 1, 2, 3 bắt đầu. Chào các cháu. Nếu cháu nào mà fan hâm mộ không, nếu thích ông làm cái gì, ông sẽ thích ông làm gì được, ông sẽ làm được, ông sẽ phục vụ cho các cháu đầy đủ luôn.
Cái gì nữa? Nó bộ mình làm cái bánh heo quay. Tí đi, quay heo. Quay chết.